Xin kính chào tất cả quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Cường Hà Giang. Thì ngày hôm nay thì Cường lại tiếp tục lên trên cái bản là Chù Lủng trên B ấy. Thì ở phía trước Cường, chỗ Cường đang chỉ ấy, quay sang bên này này em. Đấy là có một cái gia đình cũng khá là nghèo, cái nhà sơ xác rồi ấy, bởi vì là ngày trước Cường có vào một vài lần rồi, nhưng mà Cường chưa có thời gian để quay ấy. Thì bây giờ Cường sẽ cùng em Dương Hà Giang TV vào trong đó để quay xem cái hoàn cảnh thực hư ra sao, xong là Cường sẽ giới thiệu cho tất cả của cô bác anh chị cùng xem nhé. Cái đường đi vào đường này này các bác này, đây quý cô bác à, thì nhà là ở đây này đó, nhìn cái nhà cũng rất là hoàn cảnh, bởi vì là từ ngày xưa cũng có Mạnh Thường Quân bảo là cho Cường quay để xem cái hoàn cảnh như thế nào ấy. Thì là cái đợt đó thì Cường lại có nhiều công việc quá nên là Cường chưa có thời gian quay. Nên là hôm nay Cường sẽ tiếp tục vào trong này để quay cái hoàn cảnh này. Ở đây là thuộc thôn Chù Lủng trên. Thôn Chù Lủng trên đấy quý bác nhé. Đây là thuộc Chù Lủng trên B, thuộc xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đó. Đó. Chào cả nhà nhá. Rích, mặc quần xinh nhà, con gái hay con trai đây? Thầy giáo Hải. Dịch con trai đó, sao không cắt tóc đi? Rửa mặt cho các cháu vào. Bác cho chú cho kẹo này. Kẹo đâu rồi? Đừng bảo không ở đây nhá. Đâu không phải hay trong kia rồi, đi đâu thật rồi. Ừ, à thầy giáo Hải quay lại lấy cho anh ấy ở trong phòng đúng không, ở trên cái bàn đấy nhá. Đó, đi vào nhà, đi đi vào nhà chơi chơi nhà. Sao không đi dép cho cháu đấy? Toàn để các cháu đi chân đất thế này bẩn lắm. Wow, ở đây này các bác này. Đây toàn để thế này thì các cháu mà nghịch lửa thì thôi rồi, hỏng. Ở trên kia kìa quý bác kìa, đó. Mà gọi là vách nhà không ra vách nhà rồi. Đúng rồi, đi em đi qua một vòng nhà anh một chút. À ở đây có mỗi một cái giường thôi của bác. Đây này. Úi dồi ôi. Đây này. Rất bừa bộn luôn. Với lại là bà con trên này là cũng không có tiền để mua cái giường ấy, nên là cái giường này là giường tự đóng. Tự đóng đúng không Dương nhỉ? Vâng, cái này tự đóng thôi. Tự đóng thôi. Hơi khó khăn một chút. Còn ở bên này thì hầu như là cái vách toàn là vách gỗ, nhưng mà nó hay có kẽ hở, còn ở bên dưới là vách nứa đấy này. Vách nứa này cũng không được bao nhiêu lâu đâu. Còn bên này nữa này các bác này. Đó. Ở bên này là một cái giường. Cái giường này chắc là kê cái ghế tự chế cột đấy. Đây này quý cô bác này. Đây là tự chế một cột để làm đây này, chứ không phải là cái giường hẳn hoi đâu. Hầu như mấy thời gian hôm nay Cường đi tất cả các hoàn cảnh ấy, thì là toàn cái giường là dựng bằng ghế này, kê bằng ghế xong là giải cái ván lên trên thôi. Đó, cái nhà này Cường cũng biết khá là lâu nhưng mà Cường chưa đến đây bao giờ đâu. Cường chỉ đi qua cái ngôi nhà này. Thật sự ra là bà con trong này rất là khổ và khó khăn. Đông nhỉ? Đây là canh rau cải, nhưng mà rau cải thì ăn xong rồi. Bởi vì là bà con ở trong này không dùng mỡ đâu các bác nhé. Các bác có thể là soi, các bác có thể soi kỹ đây này. Không hề có mỡ, mì chính thậm chí còn không có, muối cũng không có, chỉ để nấu một bát canh nhạt để ăn mèn mén thôi. Con đây làm cám lợn à anh? Anh ơi, đây làm cám lợn à? Có phải thầy giáo Hải? Đúng rồi, đây là cám lợn. Đây cám lợn đây đúng không? Vâng.
Ở nhà này ăn cơm hay sao chứ không phải ăn mèn mén nữa. Cơm thì đêm trước chị ơi, này, Mạnh Thường Quân ở dưới kia gửi lên một tải cả. À, thế là đây. Còn có cả mèn mén mà. À, đây có cả mèn mén đây. Đó. Nhưng ăn xong lại không chịu đậy cơ. Thế này. Đúng là bà con chân này thật đấy. Ui giời, mèn mén đấy các bác nhìn kỹ đây này. Đó, đặc sản của bà con ở trên này đấy. Không, đây là món cơm hàng ngày đấy. Món hàng ngày mà đây là từ ngày xưa tới giờ rồi ăn chắc vừa rồi cũng là cái đội thiện nguyện này. Đúng rồi, ở dưới Nam Định. Nam Định nhà Nam Định cho đúng không? Hôm đấy là anh đến muộn quá. Còn mấy cái nồi này không có gì. Hình như chẳng thấy bắt đũa ở đâu là sao? Nhà này hình như không thể dùng bắt đũa. Hình như không có bắt đũa đâu. Đấy dùng toàn. Đây này các bác này. Các quý cô bác có thể xem đây này, không có một cái gì luôn, chỉ có mấy cái thìa này thôi, còn bẩn lắm luôn đấy, không chịu dọn dẹp rửa đây này. Đây là chỉ có mấy cái bát này, khả năng có mấy cái này. Đúng rồi, nhà này. Nhà này hầu như là thấy bà con với cái trưởng xóm ở trong này nói là hoàn cảnh. Hoàn cảnh nhất xóm. Hoàn cảnh nhất thuộc ra diện hộ nghèo hả anh? Có biết anh ạ. Không, không phải hộ nghèo hay là hộ nghèo? Nên lên nghe và to cho này, lúa này. Ý mà tại có giấy hộ nghèo, chứng nhận hộ nghèo. À, giấy chứng nhận hộ nghèo kìa. Thế nhà cái nhà nó tạm bợ quá. Đây này các bác lúc đấy chưa giới thiệu kỹ đây này. Cái vách này là vách nứa, vách tre đấy. Cái này chỉ dùng được khoảng năm hơn năm chút là nó lại mọt, nó hỏng hết rồi. Bây giờ mà đạp phát là bay được. Đạp khả năng bay ra đây nha. Này, ở trên này toàn bò hóng này. Không hề có cái gì. Nhưng mà cây này cũng là cây ngày xưa, cây nghiến hay sao đúng không? Đúng rồi, cây này cây nghiến. Đập là cây nghiến đấy. Nghiến là biết. Ngày xưa mới có thôi, bây giờ nhà mới, thời bây giờ là không có nữa đâu. Đấy. Mình ở, mình phải ở gọn gàng một chút anh. Thầy giáo Hải có thể dịch cho. Đấy, cái quần áo này để gọn vào. Xếp gọn gàng vào thì mình ở nó sạch sẽ hơn một chút đây. Đó. Thiếu nước, không có nước để giặt đấy. Giặt để dân vẫn gấp gọn gàng vào. Ra đây ngồi này. Ra đây ngồi. Ây. Mấy khi được lên đây ngồi đâu. Thế nhà mình là có bao nhiêu người anh? Ni hành đi ở đó chế mất tộc này. Thế xa tụ. Thế xa tụ. Chí tụ mình sẽ tụ lâu đấy. Nhà là có 7, tổng 7 người nhưng mà có 5 con, 2 bố mẹ nữa. Còn cả ở với ông bà nữa. Có tổng con ta tập khờ. Nè, nè, nè nhau nè. Bố của anh ấy. Giờ gì đó nhá. Nhớ một chéo, với chỉ cậu thầy giáo. Này là ở riêng ra rồi, ông bà ở riêng. Bà ở riêng, thế bây giờ hai vợ chồng với bà đứa con à? Vâng. Không, hai vợ chồng với 5 con. 5 con cả? 5 con. Để nhiều thế? Trời ơi, chị trông rồi hay đi. Ở đây có biết dùng mà thuốc tránh thai không? Thế thì về tốt và ớt thì mình thấy. Hả? Khả năng chắc không biết dùng thuốc tránh thai nhỉ? Không, không. Cái này, cái này chắc. Chỉ có lụt tất trí à? Yeah, cứ đem về không có gì làm nó ở nhà. Xong để nhiều. Tắt điện sớm là biết gì đến rồi. Mình phải kế hoạch hóa gia đình cho anh. Tao nè. Ôi dù mình nhỏ chấm gì nó. Bây giờ để thế thôi nhá. Không để nữa. Thế nào nên hạt tiệc ở dù bảo nó tôi hạt chỉ dù. Chỉ dù mà. Trong mà chỉ một tê bố là ua thế. Mỗi mỏ chỉ một chóc. Rồi chỉ vòng mà thì dù ít tổ tôi thế hay là vòng. Giờ cái vòng rồi. Đi đặt vòng rồi gì. Đặt vòng này khỏi lo rồi nhá. Đặt vòng thì lại tên tên. Chết giờ. Thật ra quý bác ạ, gia đình này là cũng không có cái gì cả. Nên là mong sao là các bác có thể là hỗ trợ được một cái gì đó. Ví dụ như một cái giường chẳng hạn. Cái giường lúc đấy Cường là sang bên đằng sau cái đống cỏ đây này, cỏ khô ấy. Đây là trong nhà. Đấy là không có một cái giường, ở bên này chỉ có một cái giường. Với lại hai cháu nhỏ hiện tại đang đi học ở trong xã đúng không? Đang ở bán trú nhà. Đúng không? Như theo như đúng rồi, hai người học trong xã còn ba. Theo như em tìm hiểu là như vậy. Đây bây giờ hiện tại còn là cả anh với chị và cháu nhỏ ở nhà thôi cùng bác ạ. Một em đang học ở lớp 1. Nhà mình có trâu bò gì không anh? Nè, chúng nhiều. Có mua mấy trứng nhiều mà tiểu chín mua này. Chín mua này. Chín mua tiểu nhất cũng không có. Dạo này
Đi hoàn cảnh nào cũng như vậy luôn các bác, cũng không có trâu có bò gì luôn, lợn có lợn không ấy? À có nhỉ, có lợn có cám đây rồi. Có một con bé bé. À một con bé bé à. Đó cũng khó khăn vất vả đấy, bát đũa không có, khổ. Đúng bà con trên này khổ cực kỳ luôn đấy. Từ trước đi qua đằng sau này nhưng mà không không biết là gia đình là hoàn cảnh đâu nhá. Đúng rồi. Hôm trước em cũng chụp ảnh gửi vào cái nhóm nhỉ, thiện nguyện cái gì ấy, giúp được mấy ít quần áo. Nếu mà bây giờ các bác có thể chia sẻ cho Cường để Mạnh Thường Quân biết đến cái hoàn cảnh gia đình này ấy, để hỗ trợ anh chị một chút bát đũa. Nếu mà có giường được cả giường ấy thì là có thể mua cả giường cho gia đình một cái nữa. Bởi vì gia đình bây giờ cũng không có cái gì các bác ạ. Nên là rất là khổ, khó khăn luôn. Nhìn nhà cũng tạm được. Nhưng có tội nội thất bên trong là không có gì. Đó. Cửa này ví dụ như có trộm là đạp phát. Cửa này có trộm hay cướp vào là đạp phát là bay ngay, có gì đâu. Đấy, nếu mà có cơ hội thì hữu duyên thì các bác có thể là hỗ trợ được cái vách nhà xong làm lại cái cửa thì sẽ hay hơn. Bởi vì cuộc sống của bà con trên này ấy, đặc biệt là 100 nhà thì phải có 70 nhà giống nhau. Nó chỉ được vài hộ là lác đác là khá khá một chút thôi. Đấy. Đây, như các bác có thể nhìn thấy mấy cái nồi ở bên này này. Cũng có cái gì đâu, bát đũa không có. Đấy. Nên là khổ. Thôi bây giờ em xin phép về nhé. Em quay video lên thì để các bác xem thấy cái hoàn cảnh mình ấy như nào rồi các bác hỗ trợ được ấy. Thì là hỗ trợ nhá. Thật ra là Cường ở lên chân này cũng khá là lâu nhưng mà Cường không biết nói tiếng Mông đâu các bác nhá. Rồi em về nhá, một chiếc à? Ừ. Thay cá nhà. Rồi về thôi. Đấy, video của Cường cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.